Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính bạch thầy trụ trì, kính thưa đại chúng. Hôm nay là tối thứ sáu, ngày 20 tháng 10 năm 2023. Đầy đủ duyên lành, Pháp Hòa được trở lại thành phố Chicago. Và đặc biệt lần này, buổi sinh hoạt ở tại chùa Trúc Lâm thuộc thành phố Chicago, tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Lâu lắm rồi mới gặp lại phải không? Mấy năm rồi, lần trước Pháp Hòa nhớ Pháp Hòa về đây lần cuối là ở chùa Quang Minh, chắc cũng 6-7 năm gì đó. Và có những vị hôm nay là lần đầu tiên gặp. Nhưng mà dù là đã gặp hay lần đầu tiên gặp hay là gặp rất nhiều lần, và chúng ta vẫn làm một việc quan trọng, đó là chào hỏi nhau và chúc nhau có nhiều sức khỏe để còn gặp nhau dài dài. Thưa đại chúng, hôm nay về thăm chùa Trúc Lâm. Và Pháp Hòa có hứa từ hồi chùa Trúc Lâm cũ cho đến khi chùa Trúc Lâm mới cũng chưa được tới. Và hôm nay được tới rồi thì quả thật là chùa khang trang và có cái sự sinh hoạt nề nếp. Và đặc biệt là tối hôm nay quý vị rất là đông. Pháp Hòa nghe kể là có những vị đã tới đây từ hồi 2 giờ chiều rồi, để ngồi chờ được cái buổi sinh hoạt tối hôm nay. Xin được trân trọng kính chào và chúc sức khỏe tất cả quý bác, quý cô chú, anh chị và đại chúng. Thưa đại chúng, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, ai cũng muốn thực hiện những cái hoài bão, những cái ước nguyện của mình. Vì vậy cho nên các vị giáo chủ, các vị lãnh đạo tinh thần, mình nói theo từ bây giờ đó, còn nói mình ngày xưa là những vị giáo chủ của các đạo giáo, thì Đức Phật của chúng ta cũng là một vị giáo chủ của đạo Phật. Cho nên chúng ta gọi là Ta Bà giáo chủ, phải không? Giáo chủ ở cõi Ta Bà. Giáo chủ là gì? Giáo chủ nghĩa là cái vị đó làm chủ để giáo hóa chúng sanh ở một cõi nào đó, chứ không phải giáo chủ theo kiểu phim Tàu làm bá chủ võ lâm rồi phải đi lấn, rồi phải thi đấu võ công để ai tiếp nhận được cái lệnh bài làm minh chủ võ lâm. Giáo chủ nghĩa là một vị đó chịu trách nhiệm làm chủ ở cái cõi đó để giáo hóa cõi đó. Đức Phật Thích Ca của chúng ta chịu trách nhiệm về cái cõi này, và tất cả các vị đều có bổn phận trách nhiệm ở từng cái khu vực ở các cõi hết. Thí dụ như Đức Phật Di Đà làm giáo chủ cõi Tịnh Độ Tây Phương, Đức Phật Dược Sư làm giáo chủ cõi Đông Phương, Đức Phật A Xúc làm giáo chủ cõi Bắc Phương, thí dụ vậy. Nhưng mà các cõi đó người ta thuần khiết lắm, tại vì các cõi đó cuộc sống của họ lành thiện, không có bon chen. Cho nên các cõi đó đâu có danh từ Ta Bà, các cõi đó chỉ có một danh từ thôi là Tịnh Độ. Nhưng mà Tịnh Độ Tây Phương hay Tịnh Độ Đông Phương, các cõi đó đều được mệnh danh là cõi Tịnh Độ hết. Nhưng mà cõi của chúng ta đây cũng là một cõi Tịnh Độ, nhưng mà Tịnh Độ này nó hợp chủng quá. Cho nên cõi này gọi là gì? Ngũ thú tạp cư. Ngũ thú tạp cư là năm năm loài có mặt trong cùng một cõi. Cũng giống như ngày nay trong một xã hội chúng ta thấy không? Đủ các thành phần dân tộc, sắc dân, và mỗi một sắc dân, một sắc tộc là có một văn hóa, một cái cách sống khác nhau. Rồi thôi bây giờ đừng nói chi xa, nói cái cộng đồng người Việt thôi, thì chúng ta cũng có ba miền Nam Trung Bắc. Ăn thôi cũng kiểu ba kiểu, phải không? Có những món ăn của người Bắc, có những món ăn của người Huế, người Trung, có những món ăn của miền Nam, rồi giọng nói, rồi từ ngữ địa phương, vân vân. Đó, mà đừng nói chi xa, nói cái cộng đồng của người Việt mình thôi.
Cái chủng loại người Việt thôi thì chúng ta bắt đầu cũng có những cái khác biệt. Vì vậy cho nên cái cõi này nè, ai mà muốn ở cõi này để giáo hóa, để cảm phục mọi người xung quanh đó, thì người đó trước hết phải ghi nhận mình đang ở cõi nào. Cõi này được gọi là cõi ta bà. Cõi ta bà là cõi gì? Dám nói vì bà mà ta khổ lắm. Kêu là ta bà khổ. Cõi ta bà là tiếng âm lại từ chữ Saha. Saha là tiếng Ấn Độ, tiếng Phạn. Chúng ta đã âm cái chữ Saha là Sa bà. Người Bắc đọc là Sa bà. Nhưng mà khi người miền Nam và người Trung đọc á, thì đọc là ta bà. Cho nên quý vị hay đọc á, ta bà giáo chủ hay là cõi ta bà. Nhưng mình nếu mình đọc cái âm đúng chữ Phạn đó là Sa bà. Vậy thì chữ Sa bà là tiếng Phạn hay là ta bà? Ta bà nghĩa là gì? Nghĩa là kham nhẫn. Người nào sống ở cõi đời này kham nhẫn dữ lắm. Mình đi làm cũng phải kham nhẫn, mình có chồng cũng phải kham nhẫn, mình có vợ cũng phải kham nhẫn, có con cũng phải kham nhẫn, rồi có gia đình chồng, gia đình vợ, rồi bạn bè vân vân, làm thầy tu cũng phải kham nhẫn. Tại vì làm thầy tu nhiều khi kham nhẫn còn hơn nữa. Tại những người tới cái nhà của mình đó, không phải chỉ có 2-3 member như một gia đình nhỏ nhỏ, mà trong này quá trời tâm tánh. Mà nếu mình không kham nhẫn thì làm sao mình có thể đi với họ, làm việc với họ. Cho nên muốn ở được cõi này nhẹ nhàng, thoải mái, thuận lợi thì chúng ta phải có được một cái tâm gọi là tâm nhu nhuyễn. Nhu nhuyễn là tâm gì? Tâm mềm mỏng. Cái tâm đó phải tâm tùy thuận. Vì Đức Phật cũng dạy trong kinh đó, mình mà muốn gần gũi chúng sanh thì chúng ta cũng phải có được một cái tâm tùy thuận. Để làm gì? Để làm cái phương tiện khéo léo giáo hóa mọi người. Mà quý vị bây giờ tối nay mình về mình suy nghiệm, hay là ngay trong giây phút này mình nghiệm thử coi phải không? Ngày nay mình sống được với người đó tới giờ phút này, có phải là quý vị đã tùy thuận, uyển chuyển, nhu nhuyễn cho tới giờ phút này không? Nếu không thì nó gãy đổ lâu rồi. Nội cái chuyện đi làm chung một tiệm với nhau thôi mà không có nhường nhịn, không có chịu, mà tôi mà không học Phật nữa hả, tôi đi 8 kiếp rồi. Cho nên lúc nào cũng lấy Phật ra làm chuẩn đó. Tôi tu đó. Nhờ tôi tu đó tôi mới sống được với nó từ bữa nay đó. Nhờ tôi tu đó tôi mới làm chỗ đó được tới bây giờ. Như vậy thì rõ ràng có Phật Pháp là có phương pháp. Mà phương pháp của chúng ta là phương pháp tùy thuận. Chữ tùy thuận không có nghĩa là ai nói gì, biểu gì mình cũng làm. Nhưng mà mình biết tùy thuận, một, những cái gì sắp sửa làm, đang làm hay đã làm, để làm gì. Pháp Hòa ví dụ nè, trước khi làm bàn với nhau, bàn rồi thì thôi bây giờ mình thấy phần lớn tất cả mọi người đều cùng một cái tâm tư như vậy, thôi mình tùy thuận để công việc tốt. Có thể mình chưa đồng tình lắm, nhưng bây giờ đại chúng đồng ý như vậy, mình phải giao mình ở trong cái đại chúng đó. Mặc dù mình có thể chưa đồng tình, nhưng mình phải hội nhập mình vào để tùy thuận cùng một dòng sông. Chứ mình tách mình ra thì mình là một giọt nước, mà một giọt nước thì chẳng đi tới đâu hết. Chỉ có một dòng sông mình mới đi được nhiều thôi. Cho nên tách mình ra thì mỗi người là một giọt nước, mà hợp lại thì là một dòng sông. Nhưng là một dòng sông thì đi được xa hơn. Trong khi làm, mọi người cũng sẽ tư duy quán chiếu tùy thuận. Và thưa đại chúng, nhất là những việc đã làm rồi, cái gì nó đã xong, đừng có trách móc. Lỡ nó có hư hao, nó có thất bại, cái quan trọng là chúng ta biết ngồi lại
nhìn nhận những cái thất bại rồi chữa cho nó tốt hơn, chứ không phải là cái giờ phút để chúng ta chỉ trích. Sở dĩ mà gia đình chúng ta chưa có hạnh phúc, cộng đồng chúng ta chưa bình an, là tại vì chúng ta thiếu đi cái phần khi việc đã rồi, dù thành hay bại, chúng ta không nhìn lại để học hỏi, mà bắt đầu moi những cái đã hư ra rồi chỉ trích, mà không có cái thiện chí để chúng ta xây dựng. Vì vậy cho nên chúng ta không thể là một cộng đồng mạnh, một gia đình hạnh phúc. Ví dụ như hai vợ chồng cùng quyết định một việc cho đứa con, quyết định xong rồi thì mình thấy nó không thành công. Đó, thấy không? Tại ông cãi tôi. Giờ phút đó không phải nói tại ông nữa, cũng tại bà. Thì như vậy cái công việc nó sẽ không có work, nó không có thành công lớn. Cái câu nói đó nó hoàn toàn nó không có lợi ích gì cho cái sự việc hết. Mà chúng ta biết rằng con là con chung, đồng ý có thể trước đó mình tùy thuận một người, nhưng sau đó mình thấy cái này nó thất bại thì mình sẽ tìm cái cách khác, chứ không phải là chúng ta chỉ trích chỉ lỗi. Chúng ta thường dùng cái từ là gì? Vạch lá tìm sâu, trích diệp tầm chi, không phải là cái cách sống. Mà chúng ta cũng không thể sống như kiểu con cua, nguyên một rổ cua nó bò cùng ở dưới cái đáy hồ, dưới cái đáy rổ hết á. Mà hễ con nào mà nó bò sắp lên miệng là con kia kéo xuống. Con cua nó vậy đó. Con cua nó chung một cái rọ với nhau đó. Mà hễ con nào mà bò lên sắp sửa ra khỏi được cái miệng của cái rọ đó là con khác nó lôi xuống. Thì không khéo chúng ta sống như kiểu loài cua, thấy ai sắp sửa làm cái gì hơn là kéo xuống. Tại vì mình luôn luôn sống bằng cái tâm đố kỵ, chưa phải sống bằng cái tâm tùy thuận, thì làm sao nhiếp hóa chúng sanh. Cho nên thưa đại chúng, nhiều khi á, mình cũng có rất là nhiều cái thiện chí, muốn làm sao cho con cháu của mình nó biết được văn hóa Việt Nam, nó biết được gốc rễ Việt Nam, vân vân. Mình muốn rất nhiều, nhưng mình nhìn lại cái mỗi ngày chúng ta hành xử, chúng ta dạy dỗ, chúng ta thực hiện những cái điều chúng ta làm trong nhà, có thể nào cho một đứa con nít nó cảm nhận được cái đó, nó có thể học hỏi, nó tiếp nhận được không? Thì cái đó không có phải gì sai của mình, nhưng mà đôi khi mình quên cái phần gì? Update. Mình quên cái phần cập nhật những cái tư tưởng, những cái cách mình làm thôi. Chứ không có gì, mình không có sai. Mình làm bài bản mà, nhưng mà bài bản đó của mình. Quý vị thấy các cái giáo trình mà trong các trường học á, cứ vài ba năm là người ta phải tổ chức một cái cuộc hội nghị để mà update lại cái giáo trình đó. Để người ta làm gì? Để người ta có những cái phát minh và những cái hay hơn. Pháp Hòa có một cái trường trung học mà Pháp Hòa ra trường năm 1993, đầu 94. Thì năm tới này nữa là ra trường trung học 30 năm. Thì quý vị biết đó là hồi trước Pháp Hòa học ở trong trường đó, thì thỉnh thoảng các thầy giáo, các hiệu trưởng mời Pháp Hòa. Tại lúc đó mình là hình thức của người tu, vẫn đi học trong trường đó. Mà đặc biệt là Pháp Hòa học ở trong trường Catholic, tức là trường Thiên Chúa Giáo. Cho nên Pháp Hòa vẫn học cái môn học religion, tôn giáo học. Và mỗi ngày đi học vẫn mặc đồ của người tu, và họ vẫn dạy mình bình thường, nhưng mà họ rất respect. Thậm chí Pháp Hòa mặc đồ thì một bà giáo bà mới nói với Pháp Hòa: nếu như mà thầy vô trong lớp này á, chú vô lớp này chú học á, mà chú lạnh đầu hay là cái phong tục của các thầy cần phải đội nón, cứ đội, nguyên tắc là vô lớp không đội nón. Nhưng bà nói với Pháp Hòa, bà thấy bà vô cái lấy nón xuống, cái bà nói nếu như mà cái đó là cái costume của mình thì mình cần đội cứ đội, vì đó là cái phong tục, cái tập, cái lễ nghi của mình. Đó là gì? Đó là sự cung kính, đó là sự trân trọng. Mặc dù mình đến mình học với người ta, nhưng mà ta vẫn tỏ được cái sự trân trọng mình. Thì mình cũng thế thôi. Tới giờ vô lớp mỗi ngày là phải đứng dậy làm dấu, đứng dậy làm dấu, đứng dậy đọc kinh.
Thì dù mình không làm dấu nhưng mình vẫn đứng dậy và mình cung thủ như thế này để mà gọi là bày tỏ sự tôn kính. Thì như mình chỉ cần thể hiện một chút nào đó thôi, trong cái khả năng mình làm được, thì tự nhiên người ta có cái tâm cung kính mình. Và từ đó các vị hay mời Pháp Hòa chia sẻ. Và cho tới sau này, lâu lâu các vị đó vẫn mời Pháp Hòa trở vô những cái trường học đó để mà nói chuyện với sinh viên về cái môn tôn giáo học. Và khi họ học tới môn tôn giáo Phật giáo thì họ mời Pháp Hòa vào. Và bây giờ Pháp Hòa vô trường học thì Pháp Hòa thấy nó lạ vô cùng, là vì nguyên cả cái system, cái hệ thống đi học của mình ngày xưa nó không còn giống như vậy nữa. Hồi xưa mình phải vô lớp, rồi mình phải có mặt trong lớp, rồi lấy tên, rồi điểm danh, vân vân. Bây giờ tất cả vô computer hết. Và thậm chí anh không cần có mặt ở trong lớp, miễn làm sao ngày đó giờ đó anh hand in, anh có bài nộp. Và anh vô trong trường, anh không cần vô lớp, anh có thể vào thư viện anh học. Họ có một cái cách học mới mà để cho học sinh thoải mái hơn, nhưng mà không hề mất bài vở. Và thậm chí có thể gặp thầy cô giáo để hỏi bài bất cứ lúc nào, vì họ có một khu vực để có cô giáo, kéo cô giáo ngồi đó để trả lời các câu hỏi của học sinh các bộ môn. Đi vào trong trường học đó, bây giờ mình thấy cái system, cái cách họ lạ rồi, khác rồi. Như và Pháp Hòa hỏi thì họ giải thích, mà hỏi mấy đứa nhỏ thì nó nói nó thích cái cách này lắm. Pháp Hòa mới kể cách học hồi xưa, nó trời sao cực vậy. Thí dụ vậy. Cho nên mình nói ở đây là mình nói vấn đề chúng ta phải cập nhật, phải update. Cho quý vị thấy ngày nay các cái quyển nghi thức tụng niệm của các chùa không? Bắt đầu update. Thứ nhất, phần chữ Hán được lược bớt, bắt đầu tụng chữ Việt. Và bây giờ Pháp Hòa còn đang update nữa tại Edmonton, Canada, là mỗi chủ nhật trong khóa lễ hàng tuần phân nửa tiếng Việt, phân nửa tiếng Anh. Ngày xưa Pháp Hòa dành nói một tiếng ngày chủ nhật, bây giờ nhường tiếng Anh 30 phút. Làm lễ xong rồi là giảng tiếng Anh 30 phút, Pháp Hòa giảng tiếng Việt 30 phút. Như vậy thì để cho các bạn trẻ, các người nói tiếng Anh có thể feel được rằng à, hồi xưa họ có lý do, vô không hiểu gì hết. Bây giờ mình tạo mọi cái phương tiện. Như vậy thì chúng ta muốn cảm hóa một con người, nhưng nếu chúng ta không hiểu được họ thì làm sao chúng ta cảm hóa? Bây giờ quý vị muốn đãi Pháp Hòa ăn mà quý vị không hề biết là Pháp Hòa cử món gì, thì quý vị cũng đem lên hết, nhưng mà món được món không. Còn nếu quý vị biết à, cái gì mà thầy ăn được, cái gì thầy không ăn được là quý vị đãi. Cho nên thường thường á, mình làm một việc gì, thậm chí xin lỗi đại chúng, ngày cúng giỗ cũng vậy thôi. Mình nhớ mẹ mình hồi xưa thích ăn chè đậu trắng, là lễ giỗ nào cũng có chè đậu trắng, mặc dù cúng xong mình cũng sực hết trơn. Nhưng mà mình nghĩ tới người đó, cho nên mình làm cái món gì mà cái người đó họ thường thích. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Cho nên cái chữ tùy thuận nó không có nghĩa là mình chiều chuộng người ta, mà đã là tùy thuận nghĩa là anh muốn đem cái mục đích cảm hóa người khác thì anh tùy thuận theo họ để có thể cảm hóa họ. Chứ không phải là mình sợ sệt, mình làm theo cái kiểu là người ta nói phải mình cũng nghe, nói trúng cũng nghe, thì cái đó không phải là tùy thuận mà là ba phải. Còn tùy thuận là chúng ta biết ứng hóa mọi cái phương tiện mà đủ cái nhu cầu cho chúng sanh. Bằng chứng là tùy thuận nè. Nếu hôm nay là ngày thứ sáu mà tổ chức lúc 3 giờ chiều pháp thoại, cũng sẽ có người đi, nhưng mà lưa thưa mấy người thôi. Bây giờ tổ chức ngày thường, thứ hai, thứ ba gì cũng được, nhưng tổ chức từ 7 giờ tối thì số lượng người sẽ đông hơn 3 giờ chiều. Mà nếu nhầm được ngày cuối tuần nữa thì càng đông hơn nữa. Hôm nay trên xe Pháp Hòa nghe thầy trụ trì nói bữa nay có nhiều tiệm nail đóng cửa. Nhiều chủ nail đóng cửa. Và ủa hỏi sao vậy? Nói thợ nó xin nghỉ hết rồi mở với ai. Vậy thì cảm ơn chủ nail, cảm ơn chủ tiệm. Chủ tiệm đã tùy thuận những người làm, phải không? Thôi thì lâu lâu
mình đã kiếm tiền suốt quanh năm rồi. Lâu lâu có quý thầy về sinh hoạt Phật pháp, không, mình đóng cửa sớm bữa bớt tiền mà được pháp. Đôi khi mình lâu lâu mình cho mình được một cái ngày nuôi dưỡng tâm linh. Pháp Hòa có những người chủ nhà hàng mà Pháp Hòa biết đó, một năm đó, họ đóng cửa một tháng, họ mua vé đi Việt Nam phát cho nhân viên hết, cho mọi người đi chơi. Còn ở đâu mà tổ chức những chương trình văn nghệ gây quỹ từ thiện, họ mua vé cho nhân viên đi hết. Thì họ nói, thầy biết không, con làm vậy cái họ đi chơi với nhau, họ nói chủ của mình tốn kém quá, tốn vé máy bay hay là tốn tiền cho mình đi coi hát, về kỳ này phải work overtime kiếm tiền lại cho chủ, nghe không? Đâu có lỗ đâu. Nhưng mà thật sự khi mình làm mình đâu có tính, không, cái gì mình làm bằng cái tâm mình không tính thì tự nhiên chúng sanh sẽ cảm nhận được. Con người mà ai cũng có khối óc con tim, cái gì mình làm cho người ta, người ta cảm nhận thì người ta sẽ bồi đáp lại hơn cái mình làm nữa kìa. Cho nên đừng có sợ, đừng có sợ cái chuyện lỗ lã. Trời ơi, kỳ này chắc lỗ chết. Không có nghe ai nói lỗ mà chết, chỉ có lỗ đầu mới chết thôi. Không ai lỗ vốn mà chết. Thưa đại chúng, là trong cuộc sống của chúng ta như vậy thì cái cõi mà chúng ta ở, cõi ta bà, mặc dù nó tên là ta bà, mặc dù nó tên là ta bà, thì để cho chúng ta có ý thức cõi này là cõi phải kham nhẫn, uyển chuyển và tùy thuận. Nếu chúng ta không có uyển chuyển tùy thuận thì chúng ta không làm được cái việc chúng ta muốn. Chẳng hạn như bây giờ quý vị xin đi việc làm nè, nếu quý vị xin vào một cái công việc mà cái chỗ đó là tiệm nail, nó sẽ có những rắc rối của nghề nail. Chỗ đó là tiệm tóc, nó sẽ có những cái pháp rắc rối của tiệm tóc. Chỗ đó là nhà hàng thì nó sẽ rắc rối của nhà hàng. Thậm chí bây giờ nói con xin vô chùa con tu, người ta cũng nói cẩn thận nghe, ông tu không có dễ à. Người ta cũng sẽ cho một cái warning, vì chỗ nào cũng đều có những cái pháp hữu lậu mà nó có thể rỉ ra. Pháp hữu lậu là gì? Là phiền não nó có thể sanh khởi ở trong cái phạm vi đó. Vì nói cho cùng, cái chùa nó cũng ở cõi ta bà chứ không có khác. Đó, cái chùa nó cũng ở cõi ta bà. Mà nói cho cùng thì tất cả tâm niệm của chúng ta ngồi đây là chúng sanh, thì chúng ta đều có tham sân si. Mà nơi nào còn tham sân si là nơi đó có địa ngục. Vậy thì trong kinh hỏi địa ngục ở đâu? Địa ngục ở khắp mọi nơi, mọi chốn. Nơi nào còn con người là nơi đó có địa ngục. Vì địa ngục chính là tham sân si. Mà quý vị thấy không? Người nào mà nổi sân lên thì thấy sao? Trợn mắt, nghiến răng, cung tai, la hét. Đó là địa ngục của nóng nảy, của la hét, của hành hạ. Mà có những người, người ta tức giận lên, người ta không nói gì, người ta hầm hầm, người ta lùm lùm, người ta lạnh lùng, người ta đi vô, người ta đóng cửa cái rầm, người ta không nói. Đó là địa ngục hàn băng. Còn kia là địa ngục của lửa lò, của tranh chấp. Rồi thậm chí hễ mà nói tới địa ngục là chúng ta nghĩ tới hình ảnh bị hành hạ. Chúng ta có hành hạ nhau mỗi ngày nếu khi chúng ta không thương nhau không? Hành hạ nhau từng lời nói, từng cử chỉ. Có nhiều người, người ta sợ bị hành hạ kiểu lạnh lùng, người ta cũng nhắc đừng hành hạ tôi kiểu đó, có gì nói ra đi, chứ còn lạnh lùng im lặng kiểu đó tôi sợ quá, cảm thấy một khó chịu. Vậy hôm nay Pháp Hòa chỉ muốn xin nhắc nhở thôi, là tất cả chúng ta ngồi đây, dù trong chùa hay ngoài đời hay trong đạo, thủy chung chúng ta vẫn còn ở trong một cõi được mệnh danh là ta bà. Thì bất cứ việc gì chúng ta làm, nó đều có những cái bất thiện pháp nó có thể sanh khởi trong khi chúng ta làm. Mà nếu chúng ta là người ý thức mình đang ở đâu thì tự nhiên mình sẽ cẩn trọng việc đó. Pháp Hòa ví dụ như tháng tới hay tháng tới nữa đây, ở đây sẽ có tuyết. Và có phải là cái mùa nào có tuyết là đại chúng sẽ lái xe cẩn thận hơn không? Đúng không? Thì ở bên Canada cũng vậy thôi. Nếu mà đầu tháng 11 là có tuyết rồi thì mọi người sẽ lái xe cẩn thận hơn. Ở đây có cái trường hợp là đầu mùa đông là thường có xảy ra tai nạn không?
Ở đây có bị vậy không? Ở bên kia cũng vậy, tại vì lái mấy tháng hè quen rồi. Rồi cái là đầu mùa đông vô là anh cứ lái theo cái kiểu mùa hè vậy, là thế nào cũng gây tai nạn. Một số xe sẽ gây tai nạn trong những ngày đầu đông. Như vậy thì chúng ta biết rằng ở nơi nào chúng ta bước vào, nhìn cái không gian, cái hoàn cảnh đó, tự bước chân mình cẩn thận. Cho nên có một bài thơ rất hay: qua ngõ vắng lá rụng đầy, tôi theo con đường nhỏ, đất lành như môi son bé thơ, bỗng nhiên tôi cẩn trọng từng bước chân đi. Mình bước vô cái hoàn cảnh nó đẹp như vậy. Qua ngõ vắng lá rụng đầy, tôi theo con đường nhỏ, đất lành như môi son, đất hồng như môi son bé thơ. Tự nhiên mình thấy một khung cảnh như vậy thì lập tức bỗng nhiên tôi cẩn trọng từng bước chân đi. Mình cũng vậy, bước ra đường thấy chỗ nào có lồi lõm, hố hầm thì chúng ta tự động sẽ bước chân của mình nó sẽ vượt khó khác hơn. Mình đi vô một chỗ nào mà mình nhìn mình thấy người ta hình sự hơi nhiều là tự động bẽn lẽn, không có dám hó hé gì hết. Không, ai biểu đâu, ngồi đó. Mình phải tự thúc liễm mình để chúng ta thuận mình trong hoàn cảnh. Rồi chúng ta đi tới đâu, chúng ta cũng biết thuận mình trong mọi hoàn cảnh, mọi vấn đề. Cái gì mình ăn được, ngon, ăn khá một chút. Không ăn được, ăn ít một chút. Đừng có la làng, la sớm lên. Món gì thấy ghê, người ta nấu mấy ngày trời không ghê, mình mới vô ném con muỗng là ghê rồi. Ai ghê hơn ai? Mà tự nhiên mình nói như vậy, cái tự mình làm một cái không gian nó khác đi. Và khi một cái tiếng nói ghê của mình vừa nói lên á, bao nhiêu cặp mắt nhìn mình: chị này có vấn đề, anh này có vấn đề, tại sao mọi người ăn được mà mình ghê? Như vậy thì chúng ta phải thấy. Hồi xưa các cụ dạy mình vậy nè: bước chân ra đường á thì phải nhớ rằng có 10 con mắt nhìn mình, có 10 ngón tay chỉ mình. Bước chân ra đường thôi, 5 người là 10 con mắt, 10 người là 20 con mắt. Có những người người ta đeo mắt kiến nhiều mắt hơn nữa. Người đứng xa thấy tóc mình nhọn nhọn, người có mắt kiến rõ thấy mặt mụn không. Như vậy một cái mặt mình thôi mà sẽ có nhiều cái comment, phải không? Đó. Cho nên bước ra đường bao nhiêu con mắt nhìn mình. Đó là mình nói general thôi, và tùy theo cái khoảng cách người ta nhìn mình rồi người ta luận nghĩ nữa đó. Rồi thậm chí bây giờ là người ta còn chuyển thần thông hay hơn nữa. Ta ngồi sát đây nè, ta thấy mình ngồi tuốt dưới, ta nhắn phone liền: bữa nay thấy thấy ghê không? Nhìn kỹ bên tay phải kìa, ở trên này mà đã message tuốt ở dưới rồi đó. Không? Biểu ở dưới phải nhìn trên này như thế nào, đâu phải đơn giản. Cho nên hiểu được như vậy thì chúng ta biết cái cách tùy duyên uyển chuyển, tùy thuận, nhưng mà tùy thuận mà chúng ta biết tại sao tùy thuận và tùy thuận cách nào và để hạnh phúc cho mình và mọi người, vì chúng ta biết. Cho nên xin nhắc lại, tùy thuận không có phải là mình mù mờ, biết rất rõ, và chúng ta tùy thuận để chúng ta làm hạnh phúc đó, vợ chồng con cái. Bây giờ quý vị, con mình đó, mình không tùy thuận nó coi, nó bức liền. Tại vì những cái cánh cửa ở bên ngoài đang mở nó cho nó. Thậm chí mà nó còn học được những cách ai mà abuse you, abuse từ tinh thần, abuse thể xác, gọi 911. Thành ra nó có kim bài miễn tử 911 trong tay rồi. Mình lạng quạng là nó trảm liền. Rồi mình nói: tại sao cha mẹ mà phải sợ con? Không phải mình sợ con, mà thiệt sự là sợ con. Thật sự mình, nếu mình nói mà tại sao cha mẹ phải sợ con, nhưng mà mình phải hiểu nó ở đâu, nó hoàn cảnh nào. Nó hồi nhỏ tôi ở Việt Nam á, ba má tôi biểu tôi ngồi đâu là tôi ngồi đó. Ok, anh nói vậy phải không? Bây giờ tôi hỏi anh gặp người Mỹ, anh điền cái đơn,
Anh ta hỏi anh tên gì? Tôi tên Minh Nguyễn, chứ đâu ai nói Nguyễn Minh đâu. Ở xứ Mỹ, viết tên trước, viết họ sau. Tên họ mà còn bị ngược chứ đừng nói cách sống. Hiểu được chỗ đó không? Họ tên mà còn ngược nữa. Rồi thậm chí những cái câu nói của mình coi. Cho nên ví dụ như hỏi anh có buồn không? Người Việt nói yes. Nhưng mà người Mỹ nói không buồn phải nói no. Cũng chuyện yes no. Mà có chuyện. Thế không? Thành thử mình hiểu được như vậy. Nghe cái từ ngữ thôi. Chứ đừng nói là cái cách sống. Nói như vậy chỉ để cho chúng ta hiểu. Chúng ta tùy thuận con cái. Không có nghĩa là chúng ta sợ nó. Mà vì chúng ta thương nó. Thương cho cái hoàn cảnh, thương cho cái thời đại, thương cho đứa con của mình nó sống trong môi trường nào. Và chính mình thương cái gia đình của mình thì mình phải tùy thuận, nhẹ nhàng đi theo những cái con đường của đứa con để mình có thể kịp với nó. Ngày hôm qua có một em Phật tử hỏi Pháp Hòa: bây giờ con đang rất là khổ sở, lo lắng về cái tương lai. Thì Pháp Hòa hỏi con học lớp mấy? Nên con học lớp 11. Rồi tương lai con sợ cái gì? Dạ không biết nữa con sống làm sao. Pháp Hòa mới hỏi: vậy hôm nay con sống làm sao? Dạ con cũng ăn thở bình thường. Pháp Hòa mới nói: vậy thì thầy cũng có sống khác con đâu. Pháp Hòa mới nói: thôi bây giờ vậy nha, nếu con lái xe ban ngày, nếu con lái xe ban ngày cái nhìn của con nó rộng hơn. Nhưng nếu con lái xe ban đêm tối hù à. Bây giờ con phải đương vào cái gì để thấy đường? Chỉ cái đèn xe thôi. Và con lái những con đường rất cong, nhưng con không bao giờ cong theo cái, con cong theo chiếc xe. Cái con dẫn tay lái mình uốn theo xe, đèn rọi tới đâu thấy tới đó. Một lát mình tới nơi, hôm khác mình nhìn lại, trời ơi, cái con đường mình đi nó cong dữ vậy sao? Mà vậy sao lúc mình đi mình không thấy nó cong? Vì mình biết uốn mình theo cái đường cong đó. Và mình biết lấy cái đèn pha mình rọi. Tối quá, nhìn xa không thấy, thôi lấy cái đèn nhìn gần. Trong quá trình mình soi đèn, không có ai hết, bật flashlight lên đi. Thấy bên kia có chiếc xe đi ngược lại, làm ơn tắt cái đèn bên này. Cuộc sống nó vậy đó. Khi nào mênh mông một mình, bật đèn lên đi. Thấy ngược mình có một cái đèn khác đi tới, phải để cho người ta có ánh sáng, người ta đi tới một cách dễ chịu cho con mắt người ta. Tắt cái đèn pha của mình để dùng cái đèn xe thôi. Có những lúc anh pha đèn, và có những lúc anh dùng đèn của anh. Cuộc sống cũng vậy. Có lúc con trợn ra con nhìn vậy đó. Có lúc con phải nhắm lại con nhìn con. Ngủ nhắm mắt hay mở mắt? Nhắm mắt hay ngủ mở mắt? Ngủ là nhắm mắt. Chỉ có thức mới mở thôi. Cuộc sống mỗi ngày chỉ có nhắm với mở ha. Mà đủ chuyện hết trơn. Nhắm lại thì tưởng tượng ra cái hình ảnh cái con nhỏ hồi nãy mình ghét. Mở ra thấy chồng nó luôn. Cho nên rồi rốt cuộc á, thương khổ, thương mình cũng khổ mà ghét mình cũng khổ, kiểu nào nhắm mở gì cũng khổ hết trơn. Rốt cuộc mình làm cuộc đời mình ngày đêm đều khổ. Vậy mà ngày nào cũng tụng nguyện ngày an lành đêm an lành. Đêm ngày sáu thời thường an lành. Rồi sợ Phật không biết nữa: Phật ơi, tất cả các thời nhớ an lành. Rồi van xin, xin đức từ bi thường gia hộ. Như vậy thì mình mới thấy là mỗi ngày đêm sáu thời nhắm mắt để mình nhìn lại mình, mở mắt để mình nhìn người, nhìn đời. Cho nên có một bài hát không: mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương, nhìn kỹ lại mình. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim. Chỉ cần mình có trái tim thì mở nhắm trái tim mình vẫn làm việc được hết. Bằng chứng nè, ngủ tim vẫn làm việc, thức tim vẫn làm việc. Chỉ khi nào mình không biết nhắm mở bình thường, tim nó biểu tình. Phải không? Còn nó luôn luôn nó làm việc cho mình. Nghĩa là cái tuệ giác, cái tình thương của mình nó luôn có mặt. Mình mở để mình nhìn, mình thông cảm, mình thương yêu. Mình nhắm để mình thấy mình, để mình chỉnh sửa. Như vậy mình nhắm mắt để mình chỉnh sửa chính mình, vì mình thấy đã được mình.
Còn mình mở ra để học hỏi, để rút kinh nghiệm, chứ không phải để chỉ trích. Mà nếu chúng ta làm được như vậy, chúng ta có một bài học linh động trong cuộc sống này. Và chính đó chúng ta gọi là đạo Phật. Vậy thì hôm nay Pháp Hòa muốn nhắc nhở dưới gì một đạo Phật tùy thuận chúng sanh, cuộc sống con người do hai cái nhìn mở và nhắm. Mà dù mở mắt hay nhắm mắt, trái tim này vẫn nhịp đập, nó vẫn đều đặn cho mình. Cái quan trọng là mình biết ứng dụng trái tim nhịp đập này với cái mở mắt và cái nhắm mắt của mình, để cuộc sống mình an lạc khi ngủ, hạnh phúc khi sống ban ngày. Cảm ơn đại chúng. Ở đây mình có mấy câu hỏi. Thầy ơi, mới vô là rất cảm tình đúng không? Tất cả sẽ muộn màng cho mọi người, hoặc những cặp vợ chồng không được truyền đạt những điều kiến thức kỳ diệu khi họ còn trẻ hoặc trước khi lấy nhau. Ta có nên tổ chức những lớp truyền giáo kiến thức về hôn nhân trước khi thanh niên kết hôn để họ không phạm phải lỗi lầm đáng tiếc? Thưa đại chúng, dù Phật giáo không có những cái tổ chức hẳn hoi gọi là những lớp học hôn nhân, nhưng mà nói cho thật ra thì những gì quý vị học mỗi ngày, nhất là quý vị thọ tam quy ngũ giới, đó là một lớp học đạo đức luôn cả cuộc đời mình, chứ không phải chỉ riêng hôn nhân. Cuộc sống này không phải chỉ một việc hôn nhân, mà nó còn rất nhiều những thứ khác mà nó cần cái đạo đức trong đó. Cho nên quý vị chỉ cần thọ trì năm giới, học hỏi năm giới, nghiên cứu năm giới. Chữ giới nghĩa là gì? Giới nghĩa là giải thoát cho mình từng cái phần nào chúng ta thực hiện được. Giới là cái hàng rào để giúp cho chúng ta không phạm vào cái lĩnh vực khổ đau. Ví dụ như là ở đây là cái đồi nè, mà đây là cái hố, là mình ra khỏi cái phạm vi đó là mình rất khổ. Còn mình đứng ở trong phạm vi này là mình được an toàn. Bây giờ lớp học, nói chung là không phải lớp học hôn nhân ha, mà đây là lớp học đạo đức của một con người trong cuộc sống. Mà năm giới này nó bao gồm hết tất cả. Thứ nhất, tôn trọng sự sống, không giết người hại vật, không tán thành khuyến khích mọi sự giết hại. Thứ hai, thấy được cái sự bất công trong xã hội do trộm cắp, cho nên người đệ tử nguyện không gian tham trộm cắp, không lấy của người khác, và nguyện chia sẻ với mọi người trong khả năng của mình, và đặc biệt là đối với những người thật sự lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Thứ ba, ý thức được những đổ vỡ của những gia đình trong đời sống hàng ngày, vợ chồng, do tà hạnh gây ra. Con xin nhận ra cái trách nhiệm, cái bổn phận của con, để con bảo vệ hạnh phúc của con và hạnh phúc của người. Rồi bây giờ, nếu mà trong năm giới này mà phân chia chi tiết, có thể giảng một tháng, một năm trong năm giới này thôi. Nhưng mà khi tổng thể thì mình nói đây là những điều đạo đức của người Phật tử. Con biết muốn bảo vệ hạnh phúc của mình thì phải học bảo vệ hạnh phúc của người khác. Thứ tư, lời nói trong đời sống hàng ngày rất quan trọng. Có những lời nói làm người khác hạnh phúc, có những lời nói làm người khác khổ đau. Cho nên con nguyện chỉ nói những gì có thể mang an vui hạnh phúc cho người. Con nguyện không loan truyền lên án những điều con không thấy biết rõ ràng. Đây là đạo đức của ngôn ngữ, của lời nói, gọi là đức khẩu. Cái đức của cái khẩu, đức của cái miệng. Và con nguyện thực tập lắng nghe để có thể giúp người khác vơi đi những niềm đau nỗi khổ trong lòng, và cũng để cho con hiểu người khác một cách rõ ràng hơn. Điều thứ năm, con ý thức được rằng thân thể này do ông bà cha mẹ trao truyền. Con nguyện không tổn hại thân thể này, tương lai mình,
bằng rượu, thuốc lá, xì ke, ma túy. Tất cả những thức ăn nào có chứa đựng độc tố thì cũng không nên ăn nhiều. Không phải chỉ là xì ke, ma túy không, mà ngay cả thực phẩm của mình mỗi ngày. Thí dụ như những món gì mà nó dầu mỡ nhiều quá, thí dụ vậy. Hay là những món gì mà có thể đem tới bệnh tật cho mình, chúng ta không nên ăn. Nhất là những người đã có bệnh. Rồi thậm chí bên cạnh đó còn nói luôn cả gì, phim ảnh, sách báo, những câu chuyện, những sách vở hàng ngày chúng ta đọc, chúng ta coi, chúng ta nghe, chúng ta phải cẩn thận vì nó có thể mang đến bệnh hoạn, khổ đau cho thân thể và tâm thức của chúng ta. Như vậy, chúng ta không có mở một cái lớp dạy riêng cho hôn nhân, mà nếu nói cho đúng là chúng ta có cả một quá trình chuyển hóa đạo đức của mỗi một con người. Tại vì khi mà đạo đức anh được chuyển thì không phải hạnh phúc hôn nhân anh hạnh phúc không, mà anh sống ở trong đời anh vẫn mang cái nguồn hạnh phúc đạo đức cho tất cả. Còn nếu như anh đang focus về chuyện hôn nhân thì anh sẽ học riêng giới thứ ba. Cho nên năm giới này mà chia chẻ ra, chi tiết ra mà ngồi giảng rộng ra có thể nói cả tháng. Năm giới, mỗi giới giảng một tuần. Tại vì nội cái chuyện sát thôi, nội sát sinh thi thì sát như thế nào, cố ý, vô tình, vân vân, rồi trộm cắp, trộm như thế nào. Cho nên cái điều này rất cần. Và cảm ơn câu hỏi rất nhiều. Thì nhân đây Pháp Hòa cũng thưa đại chúng, đạo Phật chủ đích là chuyển hóa cho con người có được một cái đường đi, một cái đời sống tốt đẹp. Bởi vì giữa con người với nhau. Mà quý vị có tin rằng con người phức tạp không? Quý vị tin con người phức tạp không? Phức tạp lắm. Bây giờ mình nghiệm lại bản thân mình thôi nè. Nội cái chuyện đời sống cá nhân của mình thôi là mình đã nhiều cái rắc rối rồi. Nội cái tóc thôi, tốn bao nhiêu tiền cho tóc và bao nhiêu thời gian cho tóc, chưa nói tới mặt mũi của mình, vân vân. Không có gì sai hết, cái này không có gì tội lỗi cả. Nhưng ở đây nói để chúng ta thấy rằng con người nội cái chuyện chăm sóc bản thân thôi là mình đã có một cái conflict rất lớn rồi. Nội mà sắp sửa đi đám cưới thôi, trời, quần áo lôi ra hết, ịnh lên rồi bỏ ra, rồi lấy giày rồi mua sắm. Nội cái chuyện làm đẹp mình thôi, chưa nói là rắc rối với nhau giữa công ăn việc làm, giữa đời sống tình cảm gia đình, chơi bạn bè với nhau, kẻ thì thường hay đãi, người thì hà tiện không đãi rồi nói xấu, nói tốt, nói gần, quá trời rắc rối. Như vậy mục đích của đạo Phật làm gì? Để làm sao cảm hóa mỗi con người có được một cái đường lối, cái đạo đức sống với nhau, chứ không phải đi thu gom tín đồ. Cho nên là Phật giáo không có khuyến, không có ép uổng quý vị quy y, nhưng mà khuyến khích đại chúng nên quy y. Quy y để nhận thức rằng chúng ta là một Phật tử, chúng ta cần học sống theo lời của Phật để bản thân mình được đẹp hơn, gia đình mình hạnh phúc hơn, một xã hội này sẽ được an lành hơn. Cho nên lễ nào cũng treo cờ Phật giáo hết, treo đầy chùa hết á. Vì năm cái màu của cờ đó là gì? Đó là năm giới mà nãy giờ Pháp Hòa nói đó. Xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, đó là tượng trưng cho năm giới mà quý vị tiếp nhận đó. Cho nên cái lớp mà quý vị cần học đó là thọ năm giới. Và khi thọ xong rồi bắt đầu nghiên cứu học hỏi. Nói là nói vậy, nhưng mà dĩ nhiên cái trách nhiệm, cái bổn phận vẫn là ở nơi các vị xuất gia của các chùa địa phương. Thường xuyên tổ chức những buổi quy y, khuyến khích quy y cũng như thuyết trình năm giới. Thưa đại chúng, ở bên chỗ Pháp Hòa đó, một năm có 3 khóa tu cho mấy em từ 14 tuổi trở lên. Mùa xuân nhân dịp nghỉ spring break, mùa hè là gần cuối tháng 7, mùa đông là nhân cái dịp nghỉ lễ Christmas, Noel. Và không có một khóa tu nào mà không có một chương trình giảng thuyết về năm giới. Bất cứ khóa tu nào
chương trình gì chương trình, nhưng mà vẫn có một buổi để các em ngồi lại để các thầy thuyết trình về năm giới, trình bày năm giới để cho các em thấy rằng năm giới này không phải là giáo điều, mà là năm giới này là năm cái phương pháp thực tập hầu mang lại hạnh phúc cho cá nhân, cho gia đình, cho xã hội. Cho nên lễ khóa tu nào xong cũng có một số các em xin quy y, là vì bây giờ nó hiểu rồi, nó hiểu tại sao chúng ta thực hiện năm giới này chứ không phải là một sự bắt buộc, nhưng mà chúng ta khuyến khích. Cho nên trách nhiệm vẫn là ở các nơi các vị xuất gia, làm sao truyền đạt cho người Phật tử hiểu được cái mục đích tu tập, hiểu được cái mục đích của người Phật tử đến chùa. Cho nên Pháp Hòa đi đâu cũng nhắc tới nhắc lui cái tinh thần là cái bổn phận, cái mục đích của một người Phật tử khi tới chùa. Khi mình đi vào đến với Đạo Phật là chúng ta học cái phương pháp chuyển hóa thân tâm, làm đẹp cho cuộc sống này, chứ không phải là chúng ta có trở thành một tín đồ, một member của một đạo giáo. Thưa Thầy, từ nhỏ đến nay con thường hay chấp trách, vậy xin phép Thầy chia sẻ giúp con phải làm sao không còn chấp và trách nữa. Chữ chấp nghĩa là gì? Chữ chấp nghĩa là dính. Mình dính vào cái gì thì mình không buông ra được thì kêu là chấp. Ví dụ ha, mình đi ngang, người ta nói một cái câu gì đó, có thể là vô tình cho mình dính vô câu đó, nhưng mà mình hiểu rằng cái câu đó tại mình chấp nó, mình cho nó là nặng thôi. Thí dụ người miền Nam, người ta gặp mình cái tới nói con chào mụ. Trời ơi, nó hổn ghê không, nó gặp tôi nó kêu tôi mụ. Tại vì tiếng miền Nam chữ mụ là nặng lắm. Nhưng mà người Huế mà nếu chúng ta gọi người đó bằng mụ thì người ta thấy là sự cung kính chứ sao đâu. Thành thử tại sao cũng chữ mụ mà người vui người không vui, có phải mình chấp không? Mình dính vô cái chữ đó. Thì bây giờ mình nghe câu đó mình coi như là một cái câu nói gọi mình là một người nữ. Cho nên nhiều lúc các Phật tử vô chùa quên đó, kêu thầy bằng anh, xưng em. Thế mấy Phật tử ấy, đừng có gọi vậy Pháp Hòa nói. Đừng có giống như mình, đừng có làm người ta khó chịu. Làm gì làm, người ta vẫn lịch sự kêu thầy bằng anh xưng em, chứ kêu em mày với tao đâu. Giữa bây giờ anh với em, với mày với tao nào nặng hơn. Rồi bây giờ ví dụ họ không biết đi, họ nói em mày nhang để đâu mày. Thí dụ vậy đi, mình cũng cho ồ, họ rất là friendly, họ rất là thân thiết. Họ vô chùa, họ gặp nhau, dù không quen nhưng mà coi nhau như bạn bè thân thiết, mày tao. Chữ nghĩa thôi mà. Họ dính cái gì, khổ cái này. Ngày xưa trong kinh nó có kể một câu chuyện. Có một cái đàn khỉ đó đi chung với nhau. Thì đang đi chung vậy thì có một con khỉ, nó lẻn nó đi riêng. Nó thấy có một cái ổ nhựa kế bên, tới nó muốn chơi đó. Thì nó nhào tới vô đó, thì nó bốc cái hũ nhựa đó lên, thì một tay nó dính. Tay nó dính cho nó chết mồ rồi, giờ nó dính rồi, giờ sao đây, nó lấy cái tay thứ hai nó đẩy ra cái nó dính tay thứ hai. Rồi bây giờ nó hai tay nó lấy cái chân đó, nó đạp tung cái chân thứ ba dính vô đó. Cái nó ba cái nó dính rồi, còn một cái nó nói sao giờ dùng hết thần công lực coi, đẩy cái thứ tư nữa, cái bốn cái nó dính vô đó luôn. Nó nói chết rồi bây giờ sao đây, còn cái đuôi. Cái đùi nó không biết nó ngoắn ngoéo sao, nó quất cái đùi nó vô cái dính tiếp. Thì Đức Phật kể câu chuyện đó xong á, thì Đức Phật mới nói chúng sanh mình không khéo cũng vậy đó. Không khéo thì cũng giống như con khỉ đó, đụng đâu dính đó vậy đó. Thấy không? Mình thấy người nào mà dính nó cũng hai loại dính nha. Dính em ái và dính không em ái. Mà dính mà em ái, trời ơi, người đâu mà đẹp quá trời. Lúc đó mình làm thơ ha. Không gặp em nửa tuần, hai tuần anh tưởng chừng nửa tháng. Làm thơ gửi người yêu. Không gặp em hai tuần, anh tưởng chừng nửa tháng. Mỗi đêm em nhớ, anh nhớ em. Đêm năm canh anh thức hết, anh ngủ có một canh.
còn bốn canh kia anh âu sầu ngủ tiếp. Đó là một dạng dính phải không? Nhưng mà dính gì? Dính em ái. Đời anh mà không có em như gà thiếu lúa, như búa thiếu kèm, như lỗ tai heo chấm mắm nêm, như tô hủ thiếu mà quên thêm xì dầu. Nhưng mà khi mình không ưa người đó rồi thì bắt đầu mình cũng nhìn người đó nhưng mà một hình thức khác. Như vậy thì con mắt này nếu không có tu thì nó dính, một là nó dính êm ái, hai là nó dính không êm ái. Lỗ tai này, cái mũi này, cái mùi sầu riêng mình thích. Trời, bữa nay chùa sang nha, tôi ngửi ra được mùi sầu riêng đó. Nhưng mà người không thích thì sao? Cái mùi gì hôi quá, cũng là sầu riêng mà tại sao hai cái tư tư nó khác? Như vậy thì chữ chấp nghĩa là dính. Đây, hôm nay cả ngàn người ngồi đây, mình gặp người nào nam nữ trẻ đẹp mình bình thường hết, mình thấy tất cả mọi người mà không có dính người nào hết. Vậy thì con mắt này, con nhãn căn này thấy tất cả mọi người mà không dính thì gọi là sắc cảnh. Đây, tôi thấy cô này, chị này, anh kia, tôi không dính ai hết, cho nên các vị chỉ là sắc cảnh thôi. Nhưng mà tự nhiên mình ngó xuống mình thấy có một người long lanh quá, bây giờ người đó thành sắc trần. Người nào, vật gì chúng ta nhìn mà chúng ta đắm đuối mê thì cái đó thành trần, còn không thì nó chỉ là cảnh thôi. Cho nên rồi bắt đầu cũng làm thơ tiếp. Có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình yêu. Hên quá chỉ một buổi chiều mình ngó xuống dưới mình yêu tới giờ. Khi cái người nào mình dính thì người đó thành trần. Giống như cái hoa này quý vị thấy vậy thôi, quý vị không có gì đặc biệt để thích thú nó hết. Nhưng nếu quý vị thích nó thì bình hoa này nó thành sắc trần. Còn thấy bình hoa chỉ là bình hoa thôi thì sắc cảnh. Âm thanh cũng vậy thôi, mình nghe âm thanh thì mình nghe vậy thôi chứ không có dính gì hết á. Thì âm thanh đó chỉ là âm thanh gì? Thanh cảnh. Nhưng khi mình dính vô cái âm thanh đó rồi đó thì là thanh thanh trần. Cho nên thường mình đi mua nhạc đó, mấy cái dĩa CD mà cái thời mà nhạc CD nó còn từng dĩa đó, nhiều khi chỉ mê một bản đó thôi, mê một ca sĩ trong đó hát một dĩa đó thôi, đành phải chịu mua cả cái dĩa đó về, vì chỉ mê một trần trong đó mà bưng nguyên cái cảnh về. Nhiều khi mình chỉ thương người đó có con mắt thôi mà quên coi cái tánh. Tối hồi bưng về, oh my god. Nhiều khi mình thấy một cái là quên hết tất cả cái khác, phải không? Cho nên thưa đại chúng là khi mà mình chấp cái gì thì mình khổ cái đó. Và khi mình thấy rằng tất cả mọi sự việc nó chỉ là có, nhưng mà nó tạm có thôi, nó tạm có thôi. Cái gì mình cho nó là sai thì mình là phiền não. Pháp Hòa ví dụ á, người Mỹ khi họ muốn nói những cái lời thô với mình, họ chỉ cần đưa một ngón tay giữa thôi là cái người hiểu là nổi sân. Mà người, cái người không hiểu thì bình thường. Hồi Pháp Hòa mới qua đây nè, học lái xe nè, lái trời ơi đất hỡi trên đường, rồi nó đi ngang nó đưa ngón giữa, mình còn cúi đầu mình nói sorry thank you. Tại vì con biết ngón giữa là gì đâu. Nó đi ngang mình lái mà nó thiếu điều muốn, mình muốn đụng nó vậy đó. Rồi nó cố gắng nó vượt ngang mình, nó quay kiếng xe xong nó đưa ngón giữa ra, thank you thank you. Tại con hiểu gì đâu. Nhưng bây giờ mà hiểu rồi là chết với tôi. Vậy quý vị, cái gì là chấp không? Mình hiểu cái đó, mình đặt nó là nặng thì nó thành ra khổ. Còn mình không hiểu là chuyện bình thường. Cho nên đó là mình nói đó, nếu mà cái gì, nếu mà cái đó là thật thì tất cả ngôn ngữ nó phải giống nhau.
Ví dụ như quý vị gọi tiếng Việt của cái này là cái chuông, nhưng mà tiếng Mỹ đâu gọi chuông, tiếng Tây Ban Nha có thể không gọi là chuông. Như vậy nếu nó là cái chuông thật chuông thì tất cả phải cùng một chữ. Bây giờ cái chuông này là đối với mình thôi, mình là Phật tử, mình biết cái này là cái chuông cho mình để lên bàn, mình để mình thỉnh, mình lại. Nhưng nếu mình cho một người Mỹ, nó trời ơi anh tốt, anh cho tôi cái tô bằng sắt, cái này mà ăn mì gói là ngon à. Đối với một người nào đó, đây là cái nồi, đây là cái tô, đây là cái bát, thí dụ vậy. Rồi người nào mà thích trồng bông, cái trời ơi cái này là để ngoài sân là bảo đảm luôn, không có hư bể gì. Quý vị có biết cái câu chuyện đó không? Trong một cái chùa đó có một quyển kinh Nhật tụng, thì bị mối nó ăn. Sau đó rồi thì chùa mới để cuốn kinh qua bên, thì con mèo nó tới nó xé cuốn kinh nó ra, rồi nó làm thành nguyên ổ. Rồi cái con chó đó, nó bị ngứa cái răng, nó cạp mấy cái đó. Rồi cái bà kia bà vô bà thấy cuốn kinh, bà hết hồn ở dưới, bà cầm lên bà lại hì hợp. Cũng một quyển kinh Nhật tụng mà nó đi qua 4 giai đoạn. Đối với con mối, quyển kinh là một món ăn ngon. Đối với con mèo, con chuột, quyển kinh này là một cái ổ ấm. Đối với con chó, lúc nó ngứa răng, những cuốn sách này là cái món ăn ngon để nó nhai, để đỡ cái ngứa răng của nó. Đối với một người Phật tử, đây là một cuốn kinh Nhật tụng. Nhưng mà nếu quyển đó mà đưa cho đứa con nít, nó dục thùng rác, hoặc là ở với mình là recycle. Chứ cũng là một quyển kinh Nhật tụng, mà tại sao mỗi người nhìn nó mỗi cách? Vì mỗi người có cái nghiệp nhìn nó khác nhau. Hiểu ý không? Mỗi nhìn cái nước mà trong cõi đời này nè, chúng sanh mình nhìn là nước nha. Mình nhìn nó là nước, nhưng mà chư thiên nhìn nó là châu ngọc. Mà ngạ quỷ nhìn nước là máu. Vì cái nghiệp lực của họ, cái nghiệp xấu của họ, họ nhìn nước là máu. Xin phép đại chúng hôm qua đem một cái giống như cuộc đời này thôi. Tại sao cũng công việc đó mà mình nhìn mình sôi lửa, mà người kia thì không sôi. Cũng một con người đó mà nó ngồi kế bên người kia nắm tay nâng niu, còn mình là có thấy ghét không? Thấy ghét không? Cũng một con người đó mà ôi cha, họ nâng niu, họ thương quá trời. Mình ở kia mình nhìn tới, mắt mình trợn lên, ngăn mình răng mình nghiến lại, thì ghê không? Có phải nghiệp lực không? Cái nghiệp của mình không ưa thì nó nhìn theo cách không ưa. Cái người mình ta ưa thì nhìn ta nghiệp ưa. Cho nên cũng là một ly nước, cũng là một ly nước mà con người thì nhìn nó là nước, chư thiên nhìn nó là châu ngọc, ngạ quỷ, người trong cõi xấu hơn, nhìn nó là một ly máu. Vậy thì mỗi người mỗi nghiệp. Có những cái chúng ta cho là sai cũng chưa chắc nó đã sai, có thể nó đúng như người khác. Nhưng mà thật sự trên cuộc đời này, dù đúng hay sai, thì cất pháp nó cũng chỉ là tạm bợ trong cõi đời này thôi. Cho nên Pháp Hòa có một cái bài kệ Pháp Hòa viết: buồn vui là hữu hạn, tại bạn không chịu buông, thành công hay thất bại cũng không khỏi vô thường. Quý vị nhớ bài kệ đó không? Buồn vui là hữu hạn, tại bạn không chịu buông, thành công hay thất bại cũng không khỏi vô thường. Hiểu được cái đó, tự nhiên tâm mình nhẹ ra. Mà nhẹ ra thì gọi là hết chấp, mà hết chấp là niết bàn. Vậy khỏi đời chết đi niết bàn. Con có câu hỏi, làm sao để hòa thuận với gia đình hai bên, đi ở giữa. Nếu mà quý vị nghe nãy giờ Pháp Hòa nói cái chuyện tùy thuận đó, là quý vị sẽ có thể dung hòa được cuộc sống. Trong đạo Phật á, chúng ta thường dùng cái danh từ trung đạo. Trung đạo không có nghĩa là chúng ta buông bên trái rồi bỏ bên phải để đi ở giữa, không phải. Mà chúng ta biết dung hòa. Cho nên đó, Ngài Trần Nhân Tông á, là Ngài theo cái tinh thần đó, và Ngài đã lập ra được một cái đường lối tu thiền của cái thiền phái Trúc Lâm, mà kết thúc bằng 4 câu mà quý vị thường nghe đó: ở đời vui đạo hãy tùy duyên,
Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm khỏi hỏi thiền. Nghĩa là trong đời mình sống ở đời mà phải vui với cái pháp là ở đời vui đạo sống. Chúng ta hãy tùy duyên. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên. Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Đói thì không chịu ngồi co ro rồi làm gì tu khổ hạnh. Rồi tới hồi ăn no nóc lê lết. Như vậy nó không phải hai cái trạng thái. Không để cho mình quá đói, cũng không ăn no quá chừng, mà chúng ta ăn vừa đủ no. Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Hôm nay quý vị mệt, quý vị đi làm về mệt quá, không tụng kinh nổi nửa tiếng, tắm rửa sạch sẽ, thắp cây hương, lại Phật ba lại rồi đi ngủ. Không có Phật nào sẽ chấm điểm mình thấy thương không. Ngủ lên ngủ xuống mà vẫn tụng kinh, thôi phù hộ nó thêm mạnh giỏi. Phật đâu có nói mấy chuyện đó. Mà mình tu mà mình ép, mình làm cho mình cực khổ như vậy thì cái người khác họ nhìn vô, họ thấy mình tu ngộ quá. Cái đó không phải là đạo Phật. Chúng ta không hiểu cái cách tu của đạo Phật. Mặc dù chúng ta vẫn ở trong đạo Phật và chúng ta tu, thì giới Đức Phật á, như vậy cũng gọi là ngoại đạo như thường. Vì ngoại đạo nghĩa là gì? Khi chúng ta không thấy được chân lý, không sống được dưới cái tùy thuận cái hoàn cảnh, mà chúng ta cố chấp một bề, thì nó thuộc ngoại đạo. Chứ ngoại đạo không có nghĩa là mình đạo này rồi nhìn người khác không cùng đạo với mình kêu ta ngoại đạo. Cái đó cũng đúng, nhưng mà ta gọi theo cái hình thức thế gian. Nhưng mà cái nghĩa sâu của Phật giáo, không khéo mình là Phật tử ngay cái trong chùa đấy, mình cũng là ngoại đạo. Vì mình không hiểu cách tu, tu cực khổ quá. Mình thấy thầy đó tụng kinh cầu siêu tiếng đồng hồ, thầy nọ tụng có nửa tiếng đâu, thầy đó tu dởm, tụng thiếu. Tụng kinh không có thiếu đủ, mà ông thầy đó ông biết tùy thuận thời gian, hoàn cảnh tang lễ mà ông tụng thời kinh. Cái quan trọng là nói lên được cái ý nghĩa và có một cái nghi lễ nhẹ nhàng cảm hóa người sống và người chết, chứ không phải tụng lâu. Mà ngược lại, nếu mà tụng lâu quá dưới này nó quỳ nó mòn mỏi, nó nói mai chết còn có người cuối. Chứ nhà tôi mà thêm 10 người nữa chắc tôi chết luôn. Ví dụ vậy. Cho nên mình không khéo thì cái nào nó cũng có chuyện để nói cả. Thầy làm thầy quốc dân được nhiều người yêu mến, vậy có cực khổ lắm không? Trời ơi, bữa nay điều tra tới em nữa. Thật sự ra ở đời này không có gì không cực hết đó. Nhưng cái quan trọng là mình cực đáng, cực vui hay cực khổ thôi. Cực mà hạnh phúc cho người khác thì cái đó dù mình nhìn thì kêu là cực khổ, mà thật nó là cực vui. Còn mình làm cho một mình mà làm không biết gì hết trơn là cũng cực khổ như thường. Chẳng hạn như ở nhà con mình tụng kinh nè, có một mình tụng kinh thôi mà cũng bắt chước chùa cầm microphone, tay dùi chuông, tay dùi mỏ, bữa nào không được cái kẹp về tụng. Cái ta thấy ủa, tụng kinh hay tụng kinh an lạc mà sao thấy cực khổ quá vậy. Mình tụng có một mình mà ai nghe đâu mà cầm microphone. Cái microphone này là để nói lớn cho mọi người, người ta nghe, dẫn chúng cho được. Cái tiếng mỏ là để dẫn chúng tụng cho nó nhịp nhàng, tụng cho nó có âm điệu. Ở nhà mình một mình tụng muốn nhanh muốn chậm, muốn trầm muốn bổng gì tùy mình. Tự nhiên một mình cầm microphone kẹp về nè, rồi cái bon cốc, rồi cái bon, rồi cái tụng về. Cái con cái nó xuống nó sao má tụng kinh viết tay chân má quò quập hết trơn. Ai biểu mình đâu. Là cũng tu nè, tu đây mà cực khổ quá. Mình tụng một mình thứ mình hiểu được cái ý nghĩa chuông mỏ, mục đích của chuông mỏ. Cái mỏ là để khi nào đông chúng, đại chúng đông, mình tụng dùng cái tiếng mỏ để nó giữ nhịp. Bể dưới nhiều mỏ quá. Mỏ này nhiều khi nó áp mỏ kia. Cho mình lấy một cái mỏ trên này mình thống lý đại chúng ở dưới đó.
Như vậy thì cái anh mà anh thỉnh mỏ trên này, anh cũng phải biết nhịp nhàng lúc nào lên lúc nào xuống. Đại chúng ta tụng êm đềm đều đặn hết, ảnh đâu cần phải cứ dày hoài chi. Nó chờ bữa nay tụng kinh mỏi tay muốn chết. Cái mỏ mà khi mình để ý đại chúng ta tụng đều hết rồi, dừng mỏ cũng không sao hết, còn lâu lâu giữ nhịp một hai nhịp thôi. Tại vì mọi người ta đang đều, khi mình để ý mình nghe đại chúng ở dưới bắt đầu hơi loãng chọn thì tiếng mỏ mình lên, lên cái tiếng mỏ để cho người ta catch, ta nhận ra được tiếng mỏ ta tụng theo. Mà hễ ta đều rồi mình nhẹ cái mỏ xuống, trời ơi mỏ dưới ra đều hết trơn, cái mỏ trên này cũng dán đập lên. Rồi tụng xong vừa mỏ vừa tay vậy nó mỏi hết. Kêu tụng kinh cực quá, anh không biết tu anh cực vậy đó. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Thành thử ra mình hiểu được. Rồi thí dụ như bây giờ cái tiếng mỏ, tiếng chuông hay bất cứ ở nhà mình ăn cơm quá đường cũng vậy. Thí dụ những ngày mình tu Bát Quan Trai một mình ở nhà đó, tới cái giờ ăn cơm quá đường mình cúng dường mình để trước mặt mình chắp tay vậy cũng được. Còn không thì mình cứ bắt ấn mình cúng mà không cần chuông mỏ vậy đó. Có nhiều vị ở nhà ăn mình cũng kẹp cái microphone vậy nè, rồi xong để chén cơm vô vậy, rồi tụng cúng mình thấy nó cực khổ lắm, mà nó không có bài bản gì chứ. Mà mình nghĩ đúng, mình nghĩ tụng như vậy mới là đúng. Cho nên á, cực thì ai cũng phải làm. Nhưng mà cái chữ cực là gì? Cực kỳ của một sự việc. Chúng ta làm việc đó mà chúng ta không khổ. Cho nên cực khổ nghĩa là cực kỳ của cái khổ. Còn cực lạc nghĩa là cực kỳ của cái lạc, cái vui. Mà trong cuộc đời này không có cái nào cực khổ, cực lạc gì hết. Vì cực lạc, cực khổ song song. Hai đường cực hết, biết dòng đường nào. Trong tình yêu, bao lâu là quá lâu để chờ một người? Ai đang chờ em? Chờ mới 7 năm rồi. Có những cái thì thật ra đó, trong tình yêu thì nói chung nha, trong tình thương á, nó không có thời gian. Dù mình đợi người đó suốt kiếp, nhưng mà cái tình yêu của mình nó vẫn dạt dào thì cái suốt kiếp nó vẫn đáng. Ví dụ ai là người chờ đợi mình mòn mỏi mà không bao giờ phiền hà? Cha mẹ của mình. Cho nên có câu thơ nghe không? Nếu có đi vòng quả đất tròn, người trong con mỏi mòn cũng không ai bằng mẹ. Còn nếu mình đặt cái trường hợp như vậy nè, mình đặt như trường hợp như vậy là có đổi chát đó. Tôi đợi anh 3 năm hay là 4 năm, anh không về thì tôi tính tiếp. Nếu mà còn tình yêu thật sự thì không có limit. Trong tình yêu không có hạn lượng của thời gian và không gian. Cho nên Đức Phật mới dạy trong kinh đó, nếu như mà một người nào mà họ sống với nhau, họ sống với nhau mà nếu một trong hai người mà chết trước mà họ muốn kiếp sau họ gặp nữa đó, thì đời này thứ nhất khi còn sống với nhau họ không sanh tâm tà hạnh với người khác. Thứ hai, lỡ một trong hai người chết trước, họ không có một cái tình cảm mới. Và thứ ba nữa là còn thương nhau, họ phát nguyện với nhau. Họ phát nguyện với nhau là mình muốn gặp nhau nữa trong kiếp sau, nhưng bây giờ mình có Phật Pháp rồi, mình xin gặp nhau ngoài tình cảm nam nữ vợ chồng, mình xin được làm thiện tri thức của nhau. Thì lúc này sẽ là một cặp vợ chồng hạnh phúc trong chánh pháp. Là vì ngoài tình cảm vợ chồng còn bốn cái đồng nữa: đồng trí, cùng một hiểu biết; đồng giới là cùng tu tập, thọ giới tu tập với nhau; đồng tuệ, đồng hành, trong đó có đồng gọi là đồng tu. Cho nên vợ chồng á, nếu như đời này mình gặp nhau lúc đầu là theo qua cái tình cảm trai gái, nhưng nhờ Phật Pháp soi vào, cho nên tình cảm vợ chồng mình đã được thấm nhuần Phật Pháp, cho nên đã nuôi dưỡng nhau, thì quý vị biết quý vị đang kết bồ đề quyến thuộc rồi đó.
Rồi quý vị muốn thương nữa, tiếp tục nữa thì phát nguyện với nhau. Cho nên mình mới có câu là bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Đâu phải về cực lạc mới làm bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Ở ngay cõi đời này mình cũng có thể có được những người bạn bất thối, những người bạn không còn thối chuyển. Cho nên nếu mà đã thương nhau thì không có bao giờ đặt cái vấn đề là chờ bao lâu. Thậm chí không có nhau trong cuộc đời này nhưng mà tình yêu đó vẫn không mất. Pháp Hòa ví dụ á, mình thương một người thầy, có thể đầu tiên mình thương bằng cái tình cảm nam nữ, nhưng sau đó mình thấy cái lý tưởng, cái hạnh nguyện của người thầy đó đẹp quá. Nếu mình xen vào thì mình sẽ làm cho lý tưởng, cái hạnh nguyện của vị thầy này không trọn vẹn. Bây giờ mình thương người đó, mình sẽ làm một cái người hộ trì để cho người đó trọn vẹn lý tưởng. Đây vẫn là tình yêu, nhưng mà tình yêu không cần chiếm hữu. Tình yêu không cần chiếm hữu. Mà đôi khi á, lấy nhau không được mới nhớ hoài nghìn năm. Thật ra cái chuyện mà chúng ta thương nhau đó, chúng ta có chờ đợi nhau như thế nào, không phải là thời gian. Cho mình đặt thời gian như vậy, nó vẫn có nghĩa là mình có đổi chác, có đổi trao. Mà còn tình yêu chân thật thì không nhất thiết người đó phải đáp, chỉ cần thương người đó là đủ. Cho nên giống như cha mẹ thương con, đâu cầu mong gì con, nhưng nếu con cảm nhận được cái gì thì con đền đáp lại cho cha mẹ. Nhưng mà thật chất là cha mẹ chưa bao giờ có một tính toán gì với con. Tình yêu là tình yêu thiêng liêng. Khi người mình bị thương, bị trầm cảm là một người bạn đời, con nên làm gì? Trong khi mình thương nhau là mình sẽ nhận diện ra những cái khỏe mạnh hay đau ốm của nhau, từ thể chất đến tinh thần. Thì nếu người nào bị trầm cảm là thuộc tâm bệnh, thì chúng ta thường cuộc sống mình có 3 loại bệnh: thân bệnh, thuốc chữa; tâm bệnh thì tâm lý trị; mà nghiệp bệnh thì sám hối. Mình có 3 loại bệnh: thân bệnh, tâm bệnh và nghiệp bệnh. Thật ra có những cái bệnh tâm lý thì chúng ta phải dùng tâm lý để chúng ta chữa. Mà đã là tâm lý thì mình phải là người sống với người đó để hiểu tâm lý người đó, và nhịp nhàng đi với người đó để làm một bác sĩ riêng chữa cho người đó. Còn mình có đi counselor, mình gặp những cái người chuyên môn, người ta có thể cho mình những cái bài bản cơ bản chung chung thôi. Nhưng mà đã trầm cảm thì mỗi người mỗi kiểu. Và nó đòi hỏi trước hết ở người này là gì? Là phải sự nhẫn nại và tình thương lớn. Người ta bệnh mà, người ta đâu có muốn đâu. Nhưng mà người tâm tánh họ rất là bất thường. Nó đòi hỏi cái lòng tình thương của mình phải chân thật, và sự nhẫn nại mình rất cao độ để mình có thể đi được với người bệnh. Cho nên mình sẽ làm một bác sĩ riêng cho một người thân của mình khi họ lỡ vào cái con đường tâm bệnh, đó là trầm cảm. Nhưng mà bản thân mình á, phải khỏe mạnh nha. Chứ nếu không là mình xâm tham á, là thỉnh thoảng mình bị luôn mà mình không biết. Mình cũng bị trầm cảm luôn mình không biết. Tại vì mình bị ảnh hưởng. Cho nên khi lên máy bay á, lúc nào cũng vậy hết. Cái cô mà flight attendant á, luôn luôn nhắc nếu có sự cố xảy ra, quý vị phải chụp cái mask cho mình trước, trước khi mình chụp cái mask cho một người kế bên. Đó là một sự nhắc nhở rất nhẹ nhàng và rất thực tế. Mình phải chữa mình trước, trước khi mình có thể chữa người khác. Mình phải thở đàng hoàng trước khi mình thở người khác. Mình thở người khác xong mình nghẹt thở mình chết luôn. Dạ thưa thầy, mẹ hay bà ngoại nói là đụng vào nhà sư là có tội, xin thầy giải thích. Quý vị hiểu chữ đụng không? Hiểu cái câu này không? À đúng rồi, là touching là chạm á. Tại vì thường thường các vị hay quan niệm á, là mình không có được chạm người mình vô quý thầy. Mình chạm vô quý thầy vậy quý thầy có tội, mình cũng có tội. Dạ thưa không phải. Cái chuyện mình chạm là mình sơ ý mình chạm, chứ còn mình cố tình không kêu chạm kêu đụng. Mình mà cố tình thì mình nhào vô mình đụng. Nhưng mà thật sự trong cuộc sống mà đứng chụp hình làm sao không đụng chạm, hay là đi ngang đi tới đi lui
Quan trọng là cái tâm mình khởi cái gì. Hiểu ý không? Còn ví dụ bây giờ mình ôm một cái người đó, nhưng mà mình quý kính một người đó, một người bạn, một người anh, một người chị, thì cũng không có gì. Cho nên có một cái thiền viện đó đó, có một thầy viết thư cho một sư cô, xin được ôm cô này. Cô này rất là thẳng thắn ra giữa đại chúng: con nhận được một lá thư, có một vị thầy muốn ôm con, giờ con đứng đây nè, thầy nào bước ra ôm đi. Quý vị hiểu được câu chuyện đó không? Nó là câu chuyện thôi nha. Nhưng mà ở đây á, sư cô muốn cảm hóa người thầy. Nếu thầy muốn ôm con, trong cái tình đạo không có gì trở ngại hết. Cho nên thầy viết cho con, nhưng con không có nhiễm ô với thầy. Con đứng trước đại chúng, nếu thầy bước ra thầy ôm con thì mình là cái tình đạo. Còn nếu như mà thầy chưa bước, dám bước ra, nghĩa là thầy còn có một chút vướng. Never mind, đừng nghĩ tới nữa, còn khuya lắm. Chỗ đó là chỗ giải thoát. Thầy không được thì thầy đừng nghĩ tới nữa. Còn nếu mà bước ra mà được thì giữa đại chúng thôi. Cho nên ở đây đừng có sợ cái chuyện đó. Thí dụ mình cố tình mình làm một cái tâm mình nó nhiễm ô. Còn cái chuyện mà mình trong cuộc sống hàng ngày đi tới đi lui, thậm chí chụp hình, mở cửa rồi mà có đụng chạm, cái chuyện đó chuyện bình thường. Nhưng mà mình đừng có khởi cái tâm thôi. Còn nhiều khi mình nói một cách, thật ra cái này cũng không phải là sai, tức là mình giữ thôi. Mình giữ thôi, nó thuộc về oai nghi. Ví dụ như bây giờ quý vị đi vào trong chùa cũng vậy. Nếu như mà mình đi vào chùa ngày thường, mình biết chùa chỉ có một vị thầy ở đó thôi, thì mình để tốt cho mọi việc, mình nên rủ thêm người thứ hai đi chung. Có người thứ hai đi chùa với mình, thứ nhất để tránh tiếng cho tất cả, và cũng không để có những cái pháp gì nó bất thiện nó có thể xảy ra. Tức là mình giữ cái oai nghi. Rồi thậm chí quý vị là những người nữ mang thức ăn đến cho quý thầy, quý sư cô, thì tự mình phải biết. Ví dụ như mình bưng thức ăn, mình không tiện thì mình nói lên bạch quý thầy nhận thức ăn giùm con, thì quý thầy sẽ là người xoay ra để bưng cái tô thức ăn đó vào trong bàn. Còn nếu như mà trong cái bàn ăn đó, rồi mình đưa cái người mình vào để mình đưa thức ăn, vì mình ý cái nghĩa là giống như mình muốn làm trọn cái service, cái phục vụ, nhưng mà cái khung cảnh nó không tiện, thì chúng ta nên tránh, để không có những cái gì nó sanh tâm gọi là tác ý. Mình nhờ quý thầy bưng giùm cái tô mì không có gì sai hết. Mà nếu người nào tinh tế đó, họ rất là thích, họ khen mình là mình đã tinh tế trong cái việc đó, vì mình là người nữ. Khi mình đưa người mình xuống một cái chỗ thức ăn như vậy, nó không có tiện, thì chúng ta nên cẩn thận vậy thôi. Cái này nó thuộc về oai nghi, chúng ta giữ gìn để cho mọi việc nó được nhìn cái hình ảnh cho nó đẹp thôi. Giống như các thầy vậy, bước ra ngoài mà đi ngoài đường hay là tiếp xúc bình thường vẫn mặc cái áo tràng dài, áo tràng nâu, để nói là không có phải nghiêm túc như đắp y, nhưng cũng nói lên cái sự tôn kính. Thí dụ vậy. Còn giờ không? Thôi mình ráng một câu nữa là mình nghỉ nha, tại vì còn nhiều quá. Đức Phật dạy đời là vô thường. Thưa Thầy, con xin hỏi Phật Pháp có vô thường không? Hiểu câu hỏi không? Đời là vô thường, vậy Phật Pháp có vô thường không? Phật Pháp cũng vô thường. Nhưng mà mình phải hiểu Phật Pháp nào? Tất cả chúng sanh chúng ta ngồi đây, chúng ta có những nhu cầu khác nhau, thì Phật Pháp sẽ tùy thuận những nhu cầu đó với mình. Như vậy Phật Pháp trong lúc này chỉ là chiếc thuyền đưa mình qua sông, chứ nó không phải là cái cứu cánh rốt ráo, đừng có chấp. Phật Pháp chỉ có mục đích là làm sao chữa lành mỗi cái căn bệnh khác biệt của chúng sanh, chứ không phải là cái tuyệt đối để chúng ta sống chết với nó. Vì vậy trong Kinh Kim Cang mới có câu là Pháp còn phải bỏ, huống là cái phi pháp,
huống là cái không phải pháp. Pháp và ví dụ, pháp và ví dụ nè. Đại chúng ngồi đây, quý vị ồn náo, pháp và thỉnh một tiếng chuông lên. Nhưng nếu mà cái không gian này nó đang im lặng mà nửa đêm nửa hôm, cái tiếng chuông này không nên thỉnh lên. Mặc dù nó là cái tiếng chuông chùa và có thể thỉnh ở trong chùa, nhưng mà có những lúc mình không thể được. Chẳng hạn như quý vị đem cái chuông này mà vô trong bệnh viện á, người ta đang hấp hối á, rồi mời mình vô làm ban hộ niệm, niệm Phật cho người ta đi đó, cầm chuông mỏ vô đó, vừa thỉnh lên ta đi liền. Ta nghe nó ồn, nó không có đúng cái hoàn cảnh. Mình đi hộ niệm ở trong bệnh viện cho những người mất, không cần chuông mỏ, mà cũng không cần phải cao thanh. Niệm trong cái âm, cái âm nó vừa chừng, làm sao để ổn định tinh thần cho người sắp mất. Rồi người mà người người thân của họ đứng xung quanh, họ đang khổ não buồn khi người thân sắp mất. Rồi bên cạnh nữa gì nữa, những người bệnh kế bên, đâu phải người nào cũng sắp chết đâu. Thành thử mình niệm sùm lên để làm gì, hộ niệm tập thể. Quý vị thấy không? Thành thử là mình biết cái gì được ứng dụng và cái gì không. Cho nên Phật Pháp dĩ nhiên là chân lý, nhưng mà chân lý này nó sẽ thực hiện tùy theo hoàn cảnh của chúng sanh. Thì lúc này Phật Pháp chỉ là một chiếc thuyền qua sông. Cho nên mình mới nói đó, Đức Phật ví dụ nè, Phật Pháp giống như là ngón tay chỉ trăng. Khi quý vị lấy con mắt quý vị thấy trăng rồi thì ngón tay này còn tác dụng gì nữa không? Còn không? Không rồi. Mình không thấy trăng thì mượn cái ngón tay này chỉ trăng. Nhưng khi mình thấy trăng rồi thì ngón tay này chỉ là phương. Ngón tay này không phải trăng, ngón tay này không phải là trăng. Nhưng muốn thấy mặt trăng thì phải nhờ ngón tay này để chỉ trăng. Chúng ta đừng lầm ngón tay là trăng. Như vậy Phật Pháp là để cứu khổ chúng sanh. Cái khổ của chúng sanh mới là chính. Nhưng mà khi mình nhận ra cái khổ, tìm được phương pháp cứu khổ rồi thì nó an lạc rồi, thì cái này nó chỉ là phương thuốc. Nó không phải là cái để mình sống chết với nó, giành giật nó. Hôm nay quý vị nhức đầu, Pháp Hòa đưa quý vị Tylenol, quý vị uống hết bệnh. Chiều ngày mai quý vị nghe một bà bạn đau nhức chân, đem thuốc Tylenol tới ngày hôm qua ông thầy ông cho tôi uống nhức đầu. Nhức đầu với nhức chân nó khác. Rồi mình nói không, nghe lời tôi đi, tôi uống mà đầu còn hết, hỏi chi chân. Cái này là mình không hiểu gì hết phải không? Chứ quý vị nhớ không? Pháp còn phải xả, huống là cái không phải pháp. Như vậy thì cuộc đời nó vô thường. Chúng ta không hiểu nó vô thường, cho nên Phật Pháp dùng mọi phương diện, phương pháp để chỉ cái vô thường. Cho nên trong kinh Kim Cang mới nói là Kim Cang có 9 cái dụ. Đời này như ảo ảnh, như bọt bóng, như một cái điện chớp vân vân, để cho chúng ta thấy được chân lý thôi. Cho nên tất cả kinh điển như ngón tay chỉ trăng. Khi đã thấy trăng rồi thì ngón tay này chỉ là phương tiện, nó không phải là trăng. Đừng lầm nó là trăng. Phương thuốc mình cầm lên mình mua thuốc uống, mua thuốc uống mới quan trọng. Toa này không phải thuốc, cái toa không phải là thuốc, toa chỉ là cái tờ giấy viết công thức của thuốc. Quan trọng là nhận được thuốc để uống. Hiểu được như vậy thì chúng ta sống trong cuộc sống này ứng dụng Phật Pháp mà chúng ta không khổ vì Phật Pháp. Thì cuối cùng Pháp Hòa chỉ muốn thưa đại chúng, việc này nó rất quan trọng. Đức Phật ví dụ á, như một người bắt rắn. Nếu mà mình không biết cách bắt rắn, chẳng hạn mình thấy con rắn đi, mình chụp cái đuôi con rắn thì chuyện gì xảy ra? Con rắn nó sẽ quay lại nó cắn mình. Nhưng nếu mình lấy cái cây mình chấn ngay cái đầu con rắn thì con rắn nó có thể nó lấy cái đuôi nó quẩy mình, nhưng nó không có cơ hội nó cắn mình. Đức Phật nói giáo pháp của Đức Phật cũng vậy. Nếu chúng ta biết sử dụng, ứng dụng thì chúng ta sẽ có an lạc hạnh phúc. Còn không biết sử dụng thì chúng ta sẽ khổ vì cái chúng ta gọi là Phật Pháp. Có ai dám nói điều đó không? Thường thường mình sẽ tôn vinh chân lý của tôi là số 1, thế này thế kia, nhưng mà Đức Phật thì không. Dù đó là lời nói của tôi mà quý vị không biết cách ứng dụng thì lời nói đó vẫn làm cho quý vị khổ như thường.
Cho nên cái nào phù hợp với mình ứng dụng, không phù hợp mình không ứng dụng, mà không hề có tội lỗi gì hết. Không hề có tội lỗi gì hết. Và đừng có để cho cái gì cũng tội, cái gì cũng mất phước, nó tự nhiên nó làm mình cảm giác là mình bước vào trong chùa, trong đạo rồi đó, như là một sự hù dọa. Xoay qua bên này mất phước, làm cái kia tổn phước, nó thôi vậy mình ở nhà cho rồi. Hỏi tại sao? Bản thân tôi vốn ít phước rồi mà vô chùa đụng gì cũng giảm với mất hết. Bản thân đã ít phước rồi mà vô chùa bị làm cái gì cũng mất phước hết, thôi nhà chứ không thôi mất hết trơn. Thà không khéo. Cho nên cái chữ mất phước không phải lúc nào cũng nói được. Rồi mình nói vậy cái tự nhiên làm cho một số người, người ta không hiểu rõ ràng thì người ta lại hiểu lầm Phật pháp. Thấy không? Cho nên pháp còn phải xả, huống là cái không phải pháp. Thôi chúng ta xin tạm dừng ở đây. Dạ, cảm ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa được cơ hội về đây thăm đại chúng và chia sẻ buổi sinh hoạt tối nay. Trong thời gian chia sẻ, nếu có điều gì sơ sót, mong đại chúng hoan hỷ cho. A Di Đà Phật. Và trước khi chúng ta có những chương trình nào khác thì Pháp Hòa xin đại chúng cùng chắp tay hồi hướng. Xin tất cả đồng đọc theo. Pháp môn xin nguyện học, ơn nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quả Phật xin chứng nên. Hồi nãy bước lên đây, vừa bước lên bàn ngồi xuống là có một câu thần chú nó nằm ngay trên bàn, tờ giấy đầu tiên luôn. Xin thầy hoan hỷ hát một đoạn cải lương lòng mẹ cho chúng con nghe. Giờ có thì giờ không? Quý vị có thời giờ không? Sẽ nhấn trong thời giờ để nghe thầy hát. Vậy thôi khỏi nhín. Rồi thôi, để đáp lại tấm lòng thương yêu của đại chúng, Pháp Hòa xin hát cúng dường đại chúng một bản, bản lòng mẹ nha. Rồi. Công mẹ sanh con di bằng năm biển lớn, chỉ có càng khôn kia không bờ không bến mới sánh được, với lòng mẹ thương con vốn không tận không cùng. Mẹ thương con từ lúc chưa lọt lòng, từ lúc mới tượng hình trong bụng mẹ, mẹ đã reo mừng khi con mái động lần đầu tiên. Rồi kể từ đó những sau, mỗi lần con đạp mẹ thêm đau, mẹ mừng thêm chút nữa. Chắc là con trai nên con đạp con chồi, lắm khi mẹ ngủ say rồi mà vẫn phải giật mình thức giấc. 9 tháng cu mang với 10 ngày lẻ, mẹ đã xớt chia cho con trẻ từng giọt máu trong người. Rồi một sáng chim ca con của mẹ đã mở mắt chào đời. Biển cả mênh mông một mình vượt sóng,
mẹ đã đến bờ với niềm hạnh diện thiêng liêng. Tâm hồn mẹ vui buồn lẫn lộn truyền miên lạ lùng không tà. Vui vì con mình nay đã sợn sợ ra đó, nhưng lại buồn vì khi rời bụng mẹ có nghĩa là âm lạnh sẽ riêng con. Mẹ ơi, mẹ đã ru con suốt cuộc đời của mẹ. Từ chiếc giọng thơ ngây lời ru em mà, mẹ đã ru chân con trẻ trên vạn nẻo sông Hầu. Lúc còn thơ điệu ru và nhịp giọng đã dìu con vào giấc ngủ trong đời. Đến ngày con khôn lớn, mẹ chỉ ru con bằng ánh mắt bông sen. Con có lỗi lầm chăng mắt kia chứ dìu dịu trách phiền. Con đáng thương mắt biểu lộ một niềm vui mang mát. Ôi mẹ già tuổi hạt mãi ru con đến bạc tóc u phiền. Âu ơ gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chày mẹ thức đủ vừa năm. Mẹ đã thức với con cho đến ngày bông xế. Bao nhiêu lần mắt kia mờ lệ chỉ vì thương cho con trẻ còn lận đận nơi góc bể gian trời. Bao nhiêu lần con bất hiếu với mẹ rồi, nhưng bông sen kia vẫn giữ ánh hồng phơn phớt, vẫn tỏa một mùi hương rất ngọt như nụ cười của Đức Phật Như Lai.